camera. Ở trong này có 24 camera và 24 camera này họ sẽ chiếu và quay cái một cái carry, mỗi một cái carry được quay và kiểm tra độ. Các camera ở đây sẽ chiếu từng cái carry 360 độ. Đây chính là chiếc camera đây ạ. Màu xanh này đây ạ. Để kiểm tra trái cherry xem có lỗi không. Mỗi một trái cherry được quay 360 độ để kiểm tra các lỗi của cherry từ trên xuống dưới. Các bạn có thể nhìn thấy dưới này là lần kiểm soát thứ hai, chiếc máy màu trắng. Đây là chiếc máy thứ hai và được kiểm soát lần thứ hai của các trái cherry ở cái máy màu đen thứ nhất. Kia họ xoay 360 độ, thì chiếc máy này họ xoay 180 độ cộng thêm cân từng trái cherry một. Mỗi một trái cherry khi qua máy này đều được cân. Ví dụ như là khi họ cân như vậy thì họ sẽ xác định được cái size của cherry, ví dụ size 28 đến 30, size 30, 32 hoặc là 32, 34. Khi qua chiếc máy này trái cherry sau khi đã được cân xong, những trái nào nhẹ thì sẽ được đi vào một đường ống, những trái nặng thì sẽ được chuyển sang một đường ống khác để phân loại. Kiểm soát thứ hai này, các trái cherry được chạy ra các đường ống và có con người tham gia vào ở đoạn cuối này. Lần kiểm soát thứ ba của hệ thống. Nơi đây con người sẽ được tham gia vào giai đoạn cuối cùng kiểm soát chất lượng của từng trái cherry trước khi đưa vào đóng gói. Như vậy các bạn có thể thấy họ kiểm soát trái cherry trong 3 giai đoạn. Hai giai đoạn đầu tiên thì là sử dụng máy móc và giai đoạn cuối cùng là có con người hỗ trợ vào. Đảm bảo rằng mỗi một trái cherry đã được kiểm soát ít nhất 3 lần trước khi đưa vào đóng hộp và chuyển đi cho khách hàng.
Nam hả? À, ok, em người Việt Nam hả? Dạ. Ừ. Chị đang quay cái hàng sen này để đưa lên truyền hình trực tiếp. Của ở đâu ạ? Ở Hà Nội. Ồ, ở Hà Nội là mình của Đài VTV hay là ở đâu? À, no, no. Thì chị là công ty. Công ty riêng thì cho mình thuê họ rồi. Ờ. Ồ. Mới làm ở đây thì cũng mấy tuần thôi. À, chị 10 ngày. 10 ngày là chị quay hết. No, no, no. À, như là chỉ có 2 ngày thôi, sau đó chị đi sang New Zealand. Không phải chị cầm ve đấy. Chị tên gì hả? Chị tên là Hiền. Hiền tên gì hả? Ừ, các em hát. Có thể nói rằng là chúng ta đã qua được 3 giai đoạn kiểm soát chất lượng của hãng Hansen ở trên đảo Tasmania của Úc. Bây giờ tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bước truyền hình trực tiếp tiếp theo.